Cái này là hàng hàng, hàng, hàng mít để chắn gió Nhưng mà Tuấn sẽ nói về cái, cái mít à, Mình nói mãi nhưng mà người ta nghĩ là mít nó khỏe Rồi họ nói là nó khỏe mà nên làm cái gì cũng được là bằng hóa chất hay làm cái gì cũng được Nhưng bây giờ nông dân quay lại với mít nhiều là như thế này Làm với mít á Xin thưa với cả nhà là Một vụ á, một vụ trái Cây to á thu được 4 50 kg Chi phí maximum là 100 ngàn Cái chính không phải là cái chi phí mà là làm với Thuận Thiên á thì năm thứ hai, năm thứ ba đi chăng nữa đó, tỷ lệ sơ đen dưới 2% thôi, 100 trái, dưới hai trái thôi, còn loại 1 là phải chiếm 80%. Đó. À. à, nên rằng là thời gian gần đây là ở miền Tây là quay lại với si trên cây mít là khá nhiều Có một cái vườn ở Long An đó Họ theo cái phân gì nó rẻ Tướng không tiện nói tên Phân vi sinh rẻ cũng đình đám trên cây mít lắm tôi nói yên tâm đi Cái phân mà mở ra nó khơi rình đó mà Yên tâm đi Tháng 6 năm 2021 Là cái sản phẩm nó mất tiêu Đúng không? Mất tiêu thiệt Tức là người dân cứ thấy Nghe 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 Là là mua rẻ là mua giống như họ nói là si 700 ngàn một can mắc hồi nãy có hai nông dân kia mới vô vườn anh 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 anh, anh, anh tân á cái 70 ngàn à, 700 ngàn một can đắt vì vậy hồi đó mà ông hải đó anh nguyễn anh, 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 nguyễn thanh hải đó anh làm ra cái canh si mà đừng có đầm đặt cứ bán 300 ngàn một can pha 50 lít nước thôi như vậy là là thành là là một triệu hai thì lại dân lại họ họ thật họ lại cho là rẻ Và có thể bán sẽ nhiều hơn nó ngồi vậy đó chứ mà làm một canxi si và 200 lít nước thì 700 ngàn họ cho là mắc họ không có tính toán rằng là cái lợi nhuận ròng và cái tiền phun xịt về hóa chất sức khỏe của con người nên là làm hóa chất thì được khuyến mãi cho cái bệnh viện à, làm hóa chất cái này làm bỏ những cái đĩa cây như thế này thì nó nó tiêu hết nó hơi hư hết À, các uh, clip của về mít thì để anh em miền tây họ làm sẽ sẽ rất là kỹ vì chúng đã làm rồi và à, cây mít thì không có cái gì để nói là như vậy cái chuyện tuyển trái lựa trái rồi cuốn xanh rồi đó đại loại vậy ha à. cái này là không có đổ xi si đâu nha cả nhà cái này là tự nhiên làm hàng rào trắng gió cho cái đám tiêu này cái đám tiêu này của anh tăng luôn á hả à dạ. nên uh, làm mít á, thì trên uh, bầu đưng nuôi heo rừng Tuấn có trồng mít mà Là tuyển cái này đưa heo rừng là số 1 luôn đó, Nên là cây mít đó, là với giá 10 ngàn một ký thôi Làm với thuận thiên là lời chán Nha yeah. 10 ngàn một ký, một trái mít 10 ký Loại 1 với thuận thiên là bình thường Là chi phí 100 ngàn là maximum đó cả nhà Đắt tốt nó khoảng 80 ngàn thôi là thu Ít nhất là 4 năm năm ký trái Rồi Rồi chào cả nhà <laughs> mấy anh vtv thích cái mít của si lắm nè nhưng mà cái này nó chưa chín à, chưa mà cái này không có đổ si nhưng mà kho để trồng tự nhiên nó vẫn ngon bình thường nó vẫn ngon bình thường dạ dạ thôi không cần đâu anh à đổ cái này hứa hả dạ thôi hư hết rồi anh cây này phục hồi được nè anh cái cây này phục hồi đâu có được Xin nó chỉ phục hồi những cây bị tổn thương dưới 50% thôi Cây này phục hồi được nè Cây này phục hồi là ê càng nè Phải sau hơn một năm nè Rễ nó hư hết rồi tái tạo lại bộ rễ mới Nó là như vậy Chứ không phải cây nào mình cũng phục hồi đâu anh Dạ rồi ok Anh chào